chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ngon Gia Đình. Hôm nay thời tiết khá là nóng và mình rất là thèm một ly trà sữa trân châu. Chính vì vậy mình quyết định là sẽ xuống bếp và tự làm cho mình một ly trà sữa trân châu để thưởng thức. Nếu như có bạn nào cũng thích uống trà sữa giống như mình thì hãy cùng mình vào bếp và chúng ta sẽ tự tay làm cho mình một ly trà sữa nhé. Và nguyên liệu để mình làm trà sữa trân châu gồm có: ở đây mình sử dụng 30g bột năng, một thìa cacao, bột cacao các bạn ạ. Và mình sử dụng 3 túi trà lít tông. Tiếp theo là sữa tươi. Sữa tươi thì ở đây nó có các vị sô-cô-la này, vị dâu này, hoặc là sữa trắng không. Các bạn thích dùng vị nào thì các bạn sẽ cho vị đấy vào để làm nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi làm những viên trân châu trước nhé. Trước tiên thì mình sẽ cho 3 túi trà của mình vào một cái ca như thế này. Sau đó mình sẽ chế nước sôi vào. Mình cho vào 300ml nước sôi nhé. Sau đó các bạn hãy để cho cái trà của mình nó thúc hết ra. Bây giờ thì mình sẽ cho cái phần bột cacao vào với bột năng. Sau đó mình sẽ trộn đều lên nhé. Các bạn có thể thay bột năng bằng bột sắn cũng được. Và nếu như các bạn không có bột cacao thì các bạn có thể cho bột Milo vào cũng được nhé. Hãy sử dụng nước ấm mình sẽ cho vào đây để mình pha nhé. Mình sẽ sử dụng nước ấm khoảng 70 độ. Mình sẽ rót vào đây và nhào cái phần bột năng của mình lên. Sau khi đã nhào bột xong rồi, bây giờ mình sẽ đi nặn thành những viên trân châu bé bé các bạn nhé. Cứ thế nặn cho đến khi nào mình hết bột thì thôi nhé. Sau khi đã nặn xong những viên trân châu này rồi thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị một xoong nước và sẽ đi luộc trân châu lên nhé. Khi mà nồi nước của mình nó đã sôi rồi thì mình sẽ thả những cái viên trân châu vào đây. Thank you.
Ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn một âu nước đá lạnh rồi, và mình sẽ luộc cho đến khi nào trân châu của mình nó chín, nó nổi hết lên. Khi mà trân châu đã nổi hết lên thì mình sẽ luộc thêm độ khoảng 1 phút nữa. Sau đó thì mình sẽ vớt trân châu ra cái âu nước đá lạnh các bạn nhé. Những hạt trân châu của mình đã chín rồi đấy. Bây giờ thì mình sẽ vớt trân châu ra. Mình tắt bếp đi và vớt trân châu vào âu nước đá lạnh các bạn nhé. Sau khi mà trân châu của mình đã nguội rồi, bây giờ mình sẽ đổ những cái viên trân châu này ra một cái bát nhé. Mình sẽ cho ra một cái bát như này và cho vào đây một thìa đường. Mình cho đường như này thì những cái viên trân châu của mình nó sẽ không bị dính vào với nhau đấy. Bây giờ thì mình sẽ bỏ những cái túi trà này ra và đi pha phần trà sữa các bạn nhé. Các bạn có thể cho vào đây 2 thìa đường và một chút sữa đặc nhé. Như thế thì cái phần trà của mình nó sẽ ngọt hơn. Và tùy vào cái sở thích ăn ngọt của các bạn mà các bạn nêm đường và sữa nhé. Các bạn thấy màu trà sữa của mình nó đã đẹp hơn rồi này. Sau đó thì mình sẽ cho thạch vào đây. Đây là thạch mình tự làm đấy các bạn ạ. Vậy là mình đã có những ly trà sữa thơm ngon rồi đấy các bạn ạ. Chỉ cần thêm một chút đá nữa thôi là mình sẽ có một ly trà sữa mát lạnh luôn. Và bây giờ thì mình sẽ đi thưởng thức thành quả của mình đây. Chúc các bạn làm thành công và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Các bạn đừng quên đăng ký kênh để đón xem những video hấp dẫn tiếp theo nhé.